Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho mọi người cách bơm mực, nạp mực và thay mực cho dòng máy Canon E560 này nha. Đây là máy mới này, E560 này. Máy E560 của hãng Canon nó có in can copy và wifi luôn nha. Đặc biệt nó có hát in hai mặt tự động được luôn. Dòng máy này in cũng rất là ok nha mọi người. Đây là hai hộp mực của nó. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay mực nó nha. Đây hai hộp mực này. 89 và 99 nha. Đây là cái mặt can nha, hướng dẫn sơ cho mọi người. Đây là cái mặt can nó nè. Đây là phím bấm của nó nè. Đây là lúc bấm nguồn nha mọi người. Đây là lúc copy cái đen, đây là lúc copy màu nha. Đây là lúc sửa tốt. Đây là cái khay đĩa giấy nha. Khay đĩa giấy nó nằm đây. Khay bỏ giấy nó nằm đây nha mọi người. Đó. Bỏ giấy nằm đây. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ được hướng dẫn mọi người cách bơm mực và thay mực cho cái dòng Canon này đây. Bây giờ nó sẽ tháo hộp mực ra nha. Rồi, đầu tiên chúng ta mở máy in lên nha. Mà mở ra nó sẽ chạy rửa, chúng ta đẩy này xuống. Đẩy xuống nha. Lát cái tay đẩy xuống nha. Đóng như vậy. Bình thường nó sẽ đóng nè nha. Rồi, cho đó chúng ta mở ra. Móc cái tay vô đây nè, chúng ta mở ra. Rồi. Nó đẩy ra, đẩy cái này ra đúng không? Rồi nó đưa cái này ra, sau chúng ta đẩy hai này xuống. Rồi, sau chúng ta xé hai cái cục mực này, chúng ta bỏ vô nha. Ta rửa hai cục mực này, chúng ta bỏ vào. Sau khi xé ra đây, một mực này, một mực màu trắng 99 là chúng ta xé ra. Rồi sau khi xé, chúng ta lột cái siêu này ra nha. Mọi người lưu ý, mọi người lột cái siêu này ra nha. Bên cái hộp 99 thì mọi người bỏ phía bên tay trái nha. Hộp 99 mở đây. Thì trên này nó có ghi này ha. Color này, black này. Đó mọi người để ý, mọi người sẽ lấy color black này. Hộp 99 là hộp mực màu chúng ta bỏ vô sau này, chúng ta bỏ vô chúng ta kéo lại nè. Đó, bỏ vô sau kéo rồi. Hộp đen cũng vậy nha, chúng ta làm nguyên tương tự nha. Nhớ tháo cái siêu này ra nha. Chúng ta bỏ vào. Cứ vào bình thường thôi. Đây chúng ta kéo này lên. Rồi. Chúng ta đậy nó lại. Mọi người có xem được video này thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình làm thêm mấy cái video hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng máy giả dòng máy iPhone của Canon này nè. Còn có vấn đề gì không hiểu thì mọi người cứ comment phía dưới, mình biết mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Còn mọi người muốn mua linh kiện hay là mua mực hay muốn chế mực gì thì có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới á, bên đó người ta sẽ cung cấp và hướng dẫn cho mọi người nha mọi người. Rồi. Cái này mình hướng dẫn cho mọi người cách thay rồi cách nạp mực rồi cách gắn hộp mực vào thôi. Rồi tí mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt driver, cách copy, cách scan luôn. Đó. Để cho mọi người sử dụng cho nó được tiện nhất. Rồi, khi mọi người sử dụng thì mọi người có xem được video thì mọi người có thể sử dụng được từ A đến Z được hết nha. Rất là tiện nha. Nhưng chúng ta cũng không cần cái kỹ thuật, chúng ta cũng có thể lên mạng ta đặt máy rồi xong chúng ta lên đây chúng ta coi cái hướng dẫn lắp đặt của nó thôi. Chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn. Rồi, sau khi chúng ta bỏ hộp mực vào nó sẽ kiểm tra rồi hộp mực cho chúng ta đèn nguồn nó kết này phải không? Mọi người nhớ xem video, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Đó. Để mình làm thêm video hướng dẫn cho mọi người á, sửa chữa lỗi rồi cách khắc phục được cả dòng máy này luôn. Rồi, sau khi nó đứng cái đèn nguồn này nè, rồi thì ta tiếp tục cho anh thử nha. Đây là cái khay bỏ giấy này, mọi người hướng dẫn mọi người luôn. Đây là cái khay bỏ giấy này. Nếu chúng ta giấy nhỏ thì chúng ta bỏ vô, chúng ta kéo này lại. Còn giấy bự thì nó lớn nhất là của giấy A4 nha, chúng ta bỏ vào. Mọi người đợi xíu mình đi lấy giấy nha. Rồi.
Rồi mọi người muốn mua mực hay là muốn chế mực hay là muốn xử lý máy hay sửa chữa máy thì mọi người cũng có thể liên hệ cái số điện thoại mình bỏ của công ty bên dưới, bên đó người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Còn cái này mình hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng thôi. Rồi chúng ta bỏ giấy vô. Rồi bỏ giấy vô, chúng ta đứng giấy là được không? Chúng ta kéo này xuống. Rồi sau khi chúng ta bỏ giấy vào rồi chúng ta test thử cái bộ test nha. Chúng ta giữ cái xe top này. Cho cái này nguồn chết một cái nha. Rồi chúng ta đợi một xíu nha. Chúng ta giữ xe top này nguồn nó chết một cái là nó in ra cái bộ test cho chúng ta nha. Chúng ta khi đó chúng ta kiểm tra cái bộ test nó đủ màu là chúng ta in được nha. Rồi máy nó ra đủ màu nè. Máy là đủ mà em được 0.57 là máy mới mà nó ra đủ đen xanh hồng vàng và chúng ta in ok nha. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt driver và in luôn nha. Rồi chúng ta bỏ giấy vào đi. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt driver nó luôn nha. Đầu tiên chúng ta lên Google nha. Chúng ta lên Google đây. Rồi lấy cái bự lên cho mọi người thấy. Rồi sau khi lên Google chúng ta bấm vào cái mục chúng ta bấm tải driver hoặc là dưới cái phần mô tả của mình đó, nó có cái đường link đây driver đó, mọi người tiếp là đau về thôi nha. Tải driver Canon 5610. Rồi mọi người đợi một xíu. Rồi sau khi chúng ta bấm vào, chúng ta vào cái trang nó sẽ hiện lên mấy cái này. Chúng ta vào cái trang Canon Shuri MB driver nè. Đó, chúng ta bấm vào canon.vn này, chúng ta canon MB driver nó là cái driver nha. Còn ở dưới là full driver là cái bản full cho nó nha. Chúng ta chỉ sử dụng để in thì chúng ta cài cái bản này thôi. Đó, chúng ta bấm vô. Rồi xong chúng ta tiếp tục chúng ta bấm vào chữ tải về nha. Rồi tại vì cái máy mình nó có cái độ ấy nên chúng ta bấm tiếp tục thôi. Rồi chúng ta bấm save đi. Chúng ta đợi một xíu rồi nó tải về xong rồi chúng ta mở lên bình thường thôi nha. Rồi mọi người bấm trên. Rồi bấm net. Rồi chúng ta chọn vùng Asia. Rồi bấm net. Rồi bấm Z. Rồi trong đây nó sẽ bảo chúng ta là chúng ta muốn in qua cái wifi hay là in qua cổng USB nè. Rồi chúng ta rồi bây giờ tôi hướng dẫn cho mọi cài qua cổng USB trước đi. Còn mấy cái video sau là hướng dẫn cho mọi cách cài đặt wifi rồi đó để in bằng điện thoại, laptop không bằng dây nha. Máy này nó có chế độ in không dây nữa. Mọi người có xem trong video của mình cũng có nha. Rồi sau khi bấm vào chữ USB là chúng ta kết nối bằng cổng dây cáp với internet. Rồi nó bảo chúng ta cắm cái sợi cáp luôn. Sợi cáp gì kết nối giữa máy in với máy tính đó, chúng ta cắm vô thôi. Rồi cái dây này. Thì máy nó có sẵn. Ta đợi một xíu khi cắm vào nó sẽ rồi nó sẽ setup cho chúng ta. Rồi nó báo là đã cài đặt thành công này, MB driver complete nè, cái set full nè, rồi bấm complete. Rồi bây giờ đến coi chúng ta vào có một device router chúng ta kiểm tra coi thử coi cái máy của mình nó được cài đặt xong chưa. Rồi chúng ta nhìn thấy này nè, nó có cái máy nè, Canon driver nè. Rồi bây giờ chúng ta in thử này. Bấm Winter Roboty nha. Rồi chúng ta bấm lên thử nè, lên cách bay. Nếu chúng ta in được là chúng ta đã cài đặt thành công nha. Cài đặt máy in thành công nha. Chúng ta đã cài đặt thành công cái máy in này rồi. Cái này là chúng ta hướng dẫn cho chúng ta cài đặt và thiết lập cho con máy Canon E560 này thôi. Rồi vậy là chúng ta đã cài đặt thành công driver cho con máy 560 này nha. Mọi người có xem được video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình ra những cái video hướng dẫn cho mọi người á, cách mọi người cài đặt sử dụng tất cả các dòng máy này luôn. Mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình. Còn mọi người muốn mua linh kiện hay là sửa chữa hay là lắp đặt gì á thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới, mình có bỏ bên dưới, bên đó người ta sẽ cung cấp cho mọi người nha.
Máy này nó có mực và có thể gắn được cái bụi tiết kiệm mực luôn. Mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại đó, trên đó người ta sẽ tư vấn và lắp đặt cho mọi người luôn. Mấy cái dòng máy này gắn thì cũng đòi hỏi phải có bên kỹ thuật chuyên người ta mới gắn được, chứ còn người không chuyên người ta gắn thì dễ làm hư máy của mọi người nha. Mọi người lưu ý điều đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.